Những bài học nhớ đời cho những người phát ngôn liều trên mạng. Kết nối Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng cho phép người dùng có thể nhanh chóng tìm được trên đó những kiến thức thông tin. Tuy nhiên, với nguồn thông tin phong phú cũng ẩn chứa nhiều thông tin giả hoặc những phát ngôn mang tính thù ghét bôi nhọ. Thời gian qua, không ít nhận xét đưa lên mạng xã hội khiến dư luận dậy sóng. Và thực tế đã có nhiều bài học trở thành lời cảnh tỉnh cho những ai đang có những phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội. Từ vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và một số đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho thấy quyền tự do ngôn luận đã đi quá giới hạn ở một số người nên hậu quả pháp lý là khó tránh khỏi. Việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam những người vi phạm là cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng, bảo vệ quyền tự do dân chủ của công dân. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do dân chủ của mọi công dân, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ về danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền về hình ảnh của công dân. Pháp luật cho phép mọi công dân đều có quyền bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận của chủ thể này sẽ bị giới hạn bởi quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ khác của chủ thể khác. Pháp luật nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xúc phạm danh dự.